À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Tô Tân Quan Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái công cuộc tàn phá thế giới của con mụ béo này. Cái thần biển cả này, linh hồn biển cả này. Mình thấy có một điều rất là thú vị là đây là một trong những cái faction nó có thể nói là quái thai bỏ lọ nhất mà mình đã từng chơi, bởi vì là nó vừa có thể tuyển quân trên đường đi này, nó vừa có thể cướp bóc này, vừa có thể giống đặc tính của Norska khi nó có thể cướp bóc và đốt phá này, nó vừa giống ma cà rồng khi nó có thể tuyển quân trên đường đi, nó lại vừa giống với The Empire hay là lùn khi nó có đầy đủ pháo này, các đơn vị súng ống bộ binh. Không biết phải dùng từ gì để miêu tả về cái bọn quái thai bỏ lọ này nữa, nhưng mà thực sự chúng nó rất là ghê gớm. Vâng. Thôi, tạm thế thì tập trước thì mình đã truy sát cái thằng này rồi, và bây giờ mình nghĩ là mình cho nó về nơi thiên cổ luôn. Cái tội láo. Có cần phải có quân tiếp viện không nhỉ? Share it. Am I not magnanimous? Quánh luôn. He shall sing for death. Mình nghĩ là mình đánh 1-1 còn hay hơn, không cần phải có quân tiếp viện đâu. Cho bọn chúng nó xông lên xem nó ăn được mấy lả. Mấy thằng bộ binh của nó thì hoàn toàn là bộ binh tấn công vật lý, nó không có các cái đơn vị tấn công phép thuật. Nên là đánh nhau với bọn ma chơi là nó về nhì luôn. Bọn ma chơi nó kháng sát thương vật lý gần như tuyệt đối luôn, 80% cộng với con mụ này nó búp cho 5% nữa. Gần như chém của nó là vô dụng, chém vào bọn ma là vô dụng. Bọn ma nó chỉ sợ ánh sáng và lửa thôi. Nói chung là các đòn phép thuật về ánh sáng và lửa. Mình đi lên cái vùng đất này mình tuyển được khá nhiều các đơn vị quân xịn. Quân mình gọi lên giống như khi bạn chơi ma cà rồng ấy. Đấy. Gọi được những cái đơn vị quân rất là mạnh lên. Và thực sự đấy là rất chất luôn. Các bạn có thể nhìn thấy nó là đội cận đội VIP, nó giống kiểu mấy thằng VIP vua nhỉ. Nhưng mà mình chưa dùng mấy, chủ yếu nó chỉ chống anti-lag. Đây. Thanh niên này là anti-lag. Nhưng mà mình chưa dùng mấy, không quan trọng. Cho mấy thanh niên này đứng đầu để bắn. Thanh niên này bắn xa phải trưởng. Đến đây đi. Cho hai con này đứng ở trên này. Con mũi béo này đứng đây thôi. Con mũi béo này không khỏe lắm. Hai con ma này đứng ở đây thì tuổi gì chúng nó vào được. Hai con ngáo ộp này cho đứng đây. Mấy con này nữa. Mấy con này cũng trâu ấy. Mấy con này thì chuyên bắn trên cao rồi mà nói chung chẳng ai bắn được nó luôn. Rồi mấy thanh niên này đứng đây. Thanh niên này đề phòng kỵ binh nó móc lốp. Tụt rồi. Lên được kìa. Mấy thanh niên này chuyên vắt tờ hợi. Nhìn trông nó giống như kiểu mấy thằng lính của nó cầm cái búa ra dài này, giống như kiểu lính của bọn Chaos nhỉ. Thanh niên này nó bắn rồi đấy. Chơi mấy con này cho anh. Bên này có hai con ngựa nữa. Dăm ba cái con ngựa của nó vậy. Mà làm được gì?
Oh god, về đây đi. Mấy con ma này nó không sợ sát thương vật lý đâu. Đội kỵ binh của mình rồi, lên. Gọi luôn mấy con cua vỏ ốc lên. Quay nó lại. Ở đâu? Gọi mấy thằng kỵ sĩ lên đây chứ. Mày chết mấy con ngựa này. Mấy con ngựa này chết ạ. Lùi lại đây. Gọi hiệp sĩ lên. Trời ơi. Xong rồi một ngựa nó. Úi dồi. Chưa vào là chết rồi. Chạy hết rồi. Không vào nổi chứ. Bọn này nó khá vật lý, gần như tuyệt đối mà. Bretonia. Đâu à? Mấy con bay bay của mình thôi. Cụ bọn này sao? Thằng ma, cái thằng thị gió này. Đâu à? Thằng Foxy này đâu à? Hồi máu cho quân đi. Chả quánh được mấy con ma này cũng lớn nhỉ. Ủa, mấy con ma một mình nó cân luôn cả đám luôn. Pháo rồi. Lá vào đây xong. À, con cua vỏ ốc này được gọi lên thì nó sẽ chết thôi chứ nó không để sống lâu được. Sốc cho anh. Nó là kỵ binh của Bretonia mà. Rồi, con mụ này không hiểu là nó chi đâu ra làm quân. Rồi. Bắn đi. Mà lại còn thêm anh pháp sư hồi máu này nữa thì đến bao giờ mới chết được. Sau này còn thấy gọi sư môn này. Cả thằng này cũng gọi được mắc. Gọi được mấy anh Yubi như thế. Ủa, mình có vãi cả trưởng tướng gọi quân. Ủa, này, lại một đội Bretonia nữa. Trời ơi. Bọn này như hơi khác bọn lúc nãy. Vãi nhỉ. Thế này thì có mà vãi cả gọi quân. Hai sumo khác nhau này. Đúng không? Đúng rồi. Ôi, nó gọi được hai đội kỵ binh rồi à? Thế thì vãi trưởng thật. Cần gì thì có kỵ binh đâu. Nó có đến hai đội kỵ binh có thể gọi lên được. Rồi. Ui, con mụ béo này được đấy. Nó có thể hai gọi hai đội kỵ binh khác nhau này, gọi được cả bọn cua vỏ ốc lên nữa này. Thế thì nguyên gọi quân lên nó đã cũng đủ ăn rồi.
Sách phát đã. Sách kiếm tí tiền. Tắm trại hồi quân. Bây giờ mình sẽ lâng vào cái gì nhỉ? Nó có phép này rồi. Lâng vào phép này. Cái này là cái gì? Không biết luôn á. Không biết nên cứ lâng lại. Tính sao? Nó có sẵn cái phép này rồi, bây giờ mình tăng tiếp à? Cái này rui cui. Tăng thêm một rank cho các lính được tuyển. Giảm 10% khi gọi. Hero Kappa Mogul. Mua thêm được bọn Mogul này. Cho cả faction. Cooldown. Tăng tiếp 10% kháng vật lý à? Giảm 90% upkeep cho bọn. Ôi thế thì gần như là nó miễn phí luôn à? 90% thì hết mẹ rồi, nó cộng với skin khác nữa là hết rồi. Admiral of the fleet. Rồi chúng ta sẽ xây khu này thành ở đây sẽ là tâm đồ của cướp biển. À, chỉ có mỗi con mụ này mới có thể đi tuyển quân ở dọc đường thôi, còn bọn kia thì không đi được. Chỉ duy nhất cái quân đoàn chủ lực này thôi. Đây, lần lốt cái này đã. Chỉ mỗi con mụ béo này thôi. Đi đá còn lại vẫn phải về thành mua quân. À, có thể tuyển theo kiểu là đi dọc đường được mà. Không cần phải về thành mua quân. Rồi. Cái là chỉ mỗi con mụ béo này thôi. Mà một đạo thôi cũng đủ chết rồi. Con mụ sẽ chuyên về các hồn ma. Chưa kể cái thằng pháp sư đi theo nó cũng gọi là hồn ma này nữa. Bãi trưởng. Mụ béo này thì gọi được hai lần con cua vỏ ốc, hai đội kỵ binh. Thằng kia thì có thể gọi bọn zombie lên để làm tường. I have brokered with storms. Một đề nghị hòa bình à? À, dù sao mình đang kéo quân ở phía bắc, mình chưa muốn tiến xuống phía nam bộ. Cái độ cái gì nhỉ? Mức độ ô uế là cái gì? Infamy của chúng ta đang tăng. Chúng ta sẽ xây các công trình này để tăng cái infamy của chúng ta lên. Nhiệm vụ của chúng ta đâu cần phải tiêu diệt mấy thằng này đâu. Thế là chúng ta tha hóa những vùng đất đó chứ không cần phải tiêu diệt. Những vùng đất đó trên về mặt lý thuyết thì vẫn là quân của chúng nó, nhưng mà nó không phát triển được nữa luôn. Nó thành cái vùng đất bị mà cướp biển tha hóa. Mình thích cái vụ này. Rồi. The curtain raises. Rồi chúng ta sẽ đi ra đây và xem là the crew are restless. Thằng này cũng chả cần về thành đâu, cứ chạy theo và vampire of the waves. Ăn quân dọc đường cũng được. Có quân gì hay hay mà tuyển không thì thôi. Nó có thể tuyển được quân gì rồi nhỉ? Chủ yếu là mấy con rơi à? Mấy con rơi à? Rơi này à? Con rơi này nó ném bom. Bỏ mấy con này đi. Siren of the storms. Con này mạnh nhất. Bring me my drought. Mấy thanh niên bắn súng này. Bỏ bớt đi một thanh niên. Thêm một con rơi này nữa. Pháo chứ nhỉ? Bỏ pháo đi mới đúng.
Sao tuyển được cái gì? Sao thành này? Hỏi thăm mấy con thằng lằn tắc kè này nó làm trò gì? Rồi. Ngoại giao. All the sea is mine. All of it. Consensus. Can I offer assistance? Not one Druki on Naggarith. Northmen come. A timely arrival. My warhounds haven't eaten in days. Sao nó lại đồng ý hết này nhỉ? Mình chưa hiểu. You have my faith. From a timely arrival. Nó còn một cái thành, bị chiếm mất cái thành cuối cùng rồi. Thằng này nữa xem nào. Your man gods and dubious master. Tha hóa hết rồi. Whoosh. Let's get one thing understood. I'm not very nice. Mà Norska này đã bị tha hóa hết rồi. Đất của nó bị tha hóa. Look what they did to Harkin. Bọn này cũng không phát triển được. Rồi. Thằng thằng tắc kè kia. Ô, mấy anh đắc ép anh lên sâu thế nhỉ? À, định đánh thành của mình đấy. Định đánh thành của mình. Chứ kiểu này thì thực ra mà chúng ta cứ đi hát rong mà kiếm giết đánh nhau thôi. Nhưng mà bây giờ ban đầu thì có thể là một quân đoàn đi, sau này liệu một quân đoàn solo này có ăn sống được không nhỉ? Chắc ăn được, vì bọn này ma gọi này ghê lắm. Nó gọi quân thì như đúng rồi. Ủa, nó thành đồng minh của mình, tại sao cái vùng đất của nó lại là màu đen? Nó không phải màu xanh như bình thường à? Khá thú vị nhỉ? Sẽ đánh nhau tiếp với bọn này, gọi là cái quân gì lên. Chọn hồi máu. Hay cắp vai, chọn cái này đi, chúng ta đang cần phải đuổi cho nó kìa. Of course. Mày sẽ đi đâu? It shall be done. They won't stop me. You will listen. Gọi thêm một thanh niên này lên. Xây dựng công trình à? Ờ, lâm tiếp. Rocks come. Keep them away. À, công trình của mình đều có công trình phòng thủ rồi. Không dễ ăn được đâu. Dăm ba cái con tắc kè này mà dọa được anh. Sing the songs of death. À. Help me, help me. Retreat. À, đánh hội đồng. Đánh hội đồng à, từ chạy phát đã. Xem thế nào. Xem nó đuổi tiếp không. Không đuổi được à. Nó phải xong thằng quân này của mình rồi. Vừa mới khôi phục được, vừa mới xây dựng được nó phát. Đúng quá nhỉ, tôi cho thanh niên này về nhà mà. Tạo quân rồi. Vẫn ăn anh à? Được. Mày ăn đi. Dù sao cái thằng kia cũng đi theo có làm gì đâu, chủ yếu để đốt nhà. Mình nghèo quá chứ có tiền. Ôi nó có mấy con khủng long. Khủng long bắn pháo thì phải. Nhưng bọn này nó không có phép thuật. Cứ chơi hồn ma gọi lên. Nhưng mấy con mô hôn nữa.
Nó không có lính bay đúng không? Không có lính bay thì ok. Không có lính bay thì ok, lên đây. Không ba cái thằng dở. Thằng nó vẩn, nó dọa lắm anh. Cái gì đây? Cops crew. À. Con khủng long của mày đó. Khủng long. Tại sao mình không luyện cấp cho mấy thằng tướng phụ nhỉ? Lấy một cái thành nào đó xong rồi cứ cướp bóc đốt phá loạn sự. Mấy cái con cái con quái vớ vẩn dọa anh. Bọn nào nó bắn mình nhỉ? Bọn nào nó bắn mà mình thương nhỉ? Nhít rồi. Không sợ đâu. Để cho bọn súng nó bắn ra. Rồi đấy. Nó có cái con gì bắn được pháo hay sao vậy? Úi dồi. Súng chưa bắn à? Ăn à? Dám ma cái con thằn lằn này, nó dọa nhỉ? Mũ béo rồi. Để mấy con này nó quẩy ác quá. Mày chết luôn. Mũ béo đâu gọi tiếp. Vua bỏ ốc đâu gọi luôn. Sợ anh chưa? Thôi từ đây nữa. Mấy cái thằng lớn lao của chúng mày á. Chết luôn.
มากไอ้คนแก่เฮ้ยน้องใหญ่mấy thằng hồn ma nó sợ gì bọn nào đây? Thanh niên ở đâu rồi? Quân nào? Rồi chặn đứng nó lại luôn. Nó nó cứ vào đây. Đây, tướng nó đây. Ai nhở? Chỉ có mấy con hồn ma này là không chết. Không thể chết được luôn. Nói cho con này này. Ai chà. Lùi lại đi, mô vun. Chúng ta lên tục gọi con lên. Bỏ tiếp, quay sang zombie đấy, tiếp này sao nào. Cua vào ốc đâu, gọi luôn. À đây. Đây rồi. Tiếp tục gọi Pretoria lên nữa. Rồi, chua vỏ ốc. Vào mắt. Nó lát rồi. Ủa, bọn này có vẻ đánh tốt nhỉ? Mấy con quái lè lưỡi này này. Xem một đội kỵ binh. Mày chết. Con mơ vui rồi. Bọn này cho anh. Ôi mấy con hồn ma này. Chạy ác thế. Không phải đuổi chúng nó đâu. Ăn bọn này đi. Chúng nó tan nát rồi. Mình kéo đầu gọi tiếp cho đội kỵ binh nó lên. Vãi cả trưởng thật đấy, nguyên gọi quân lên nó đủ với nhau rồi, chả cần phải quân chính trị, quân thường trực luôn. Đâu rồi, bụng béo nó gọi được một phát nữa mà. Cua vỏ ốc đâu, lên. Ôi ôi. Mua mình con mụ này nó gọi được bốn đạo quân rồi. Và kết thúc trận đánh. Sau trận này kiểu gì mình chẳng phải gọi được vài ba thằng quân nữa lên. Úi giời. Mấy con mô hun này hay yếu nhỉ. Hồn ma rất khỏe luôn. Hồn ma giết được rất nhiều và chết gần như không đáng kể. Quân đi. Bộ này hát hay đấy. À, mày hết quân rồi.
mà kiểu gì kiểu mình cũng phải đốt chết cái bọn thằn lằn này, dám cả gan sát hại. Ủa con mũ béo này nó được một cái nhặt được cái đồ gì đây? Leadership à? Asura à, nó học được một cái kinh nghiệm. Banner được một cái dương gì đó. Mình phải xem cái dương gì ạ. Lên cấp tiếp, học mắc cái nhánh này đã. Rồi nó học vào skill đã. Học tiếp vào giáp cho nó trâu bò. Đây. Skill này thực ra về sau mình cũng không dùng mấy. Cái này sẽ dùng nhiều, cái này thì gây chết chóc. Good understudy. Cứ học mỗi cái một tí đã, xem thế nào. Tuyển được quân gì không? Chả thấy có quân gì ra hồi. Còn thằng này à? Thôi tự sát đi em. Dám tấn công anh. Dám tấn công anh thì tự sát đi. Cộng 10 giáp. Con này nó đã có kháng sát thương vật lý rồi, mình đeo thêm đồ. Con mũ béo này nát củi thế nhỉ. Cộng 10 giáp. 10 leadership. Mày chết luôn. Tiêu diệt luôn. Chưa hoàn thành được mấy cái nhiệm vụ bà làm. Ôi dồi ôi, mũ cười nhìn man sợ quá. Vậy thì nó không còn quân nữa rồi, mình ra mình thử mới tốt. Công trình này lên đến đây là mình sẽ có con rồng. Rồng tuyệt vời. Có thêm con rồng. Đây cái gì bây giờ nhỉ? Mọc sắt này. Cũng được. Có được tí tiền nào lại tiêu hết thì đấy. À, chúng ta lên mức 7 chúng ta sẽ nhận được cái hỗ trợ này đầu tiên. 20 phòng thủ và 20 tốc độ bắn. Tốt rồi, chúng ta sẽ đợi này để lên được. À, chúng ta chỉ thiếu tiền thôi. Lương cái này chỉ cần 2 điểm trong khi chúng ta 5 public 5 rồi. Đây à, gọi mấy thằng Gunner lên nè. Nạp ở đơn ký cái này à. Mình nghiên cứu cái này để có thêm con Mogul này nè. Đây này. Trời ơi, quái to đánh cho nó rực rỡ. Tính của mình là mình thích chơi quái khổng lồ. Rồi đấy. Chả cần thêm thằng phiếu nào đâu. Sao được đâu. Nếu mà mình tuyển thêm một thằng tướng nào đấy thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái giải pháp là cái gì nhỉ, cho nó luyện cấp đấy, một cái thành nào đấy xong rồi cày cho nó nát bét cái thành đấy ra để lên cấp luyện rank những cấp cho tướng đấy, xong rồi mình tính đánh nhau nào. Nhưng mà nhiệm vụ nó bảo mình đi phải đào bới ở Việt Nam, nhưng mà trước tiên mình phải đốt chết cái thằng thằn lằn này đã. Nó dám chiến tranh mình đốt trước ạ. Chúng ta sẽ đi đến đâu và tàn phá tới đó.
Thế này một mình con mũ béo này có thể đi khắp nơi được. Thế thì mình chỉ cần cho một thằng tướng nào đấy ở nhà thủ bảo vệ cái thành chính thôi. Còn đâu mình sẽ đi tha hóa đất đai bằng cách cho cái đầu lâu này lên này. Rồi chúng ta đã ở mức 8 là tăng trưởng. Chúng ta sẽ còn lâu, khoảng hơn 500 điểm nữa mới lên được cấp 9. Ra đã được cộng di chuyển này, cộng hồi máu này, cộng giáp này, cộng rất nhiều thứ luôn đấy. Ôi quá đẹp. Tuyển được thêm mấy thằng quân này nữa. Bọn này thì mình không tuyển, mấy cùi. Nhưng mà mấy thằng này thì được đấy. Bỏ mấy khẩu pháo đây. Bạn chán thôi mấy. Cho mấy thanh niên này vào nhìn chất phết. Bọn này không bị upkeep nữa rồi, bởi vì con này được hỗ trợ upkeep cũng được. Mình đang tăng rất nhiều vào upkeep rồi, trừ upkeep tốt lắm. Con này anti infantry, bọn này bọn anti infantry đấy. Ok, thích thì gọi sau. Mấy thằng bắn súng này cũng vẫn hiệu quả lắm, không nên bỏ. Đánh như thế này này, là quân ở trong thành nó cũng chui ra này. Đấy, diệt luôn, trận sau mình sẽ nhàn. Nó vào tiêu diệt luôn. À, nó có cả mấy con bay bay này. Nó có cả mấy con bay bay này. Nhưng mà con mũ béo này, nó sau này nó cứ... Úi giời ơi, quá tuyệt. Chúng ta hành quân đến cái chỗ eo biển, eo đất kìa. Nó có mấy con bay bay. Mấy thằng bộ binh VIP vua của mình này chuyên là để chống quái to. Listen and tremble! Corps crew, gallery mob, bọn này là anti infantry này, đứng đây. Anti infantry đứng đây. Bọn này là anti lắc. Ready. Hồn ma này đứng đây. Bọn hồn ma nó đánh đến mổ quýt không chết luôn. Paladin of Britannia. Get me close. Advance. Mấy con hồn ma nó tiến lên xíu rồi. Không tiếp viện của nó đang vào à? Xong lên, chiếm luôn cái cổng này. Cho nó chết. Ôi giời ơi, anh chàng bị binh Pretonia này. Chặn luôn cái cổng này lại. Nó đang tiếp viện. Đằng sau này rất đông. Mình đứng ở đây. Mấy thằng bắn súng nó bắn đã. Mua vun ra đây. Mấy con này rút ra để mấy thằng bắn súng nó bắn. Con này anti infantry mà. Đi ra đi.
nó bị tràn vào hướng nào rồi. Mấy thằng này thì ăn được. Mấy thằng này là chuyên ăn pilak. Dăm ba cái con thằn lằn tắc kè rõ anh. Rồi lại đây em ơi. Mấy thằng bắn súng rồi à? Đứng đây. Đứng đây. Có vãi trưởng hai thanh niên này. Gửi lại đây. Béo này lùi lại đây. Lùi lại. Lắm ba cái thằng gỡ con này mà đói nhau ngay. Mày chết rồi. Lắm ba cái thằng gỡ con này mà đói nhau ngay. Dăm ba cái. Việc luôn cho các anh. Cái lũ giận con này. Bọn hít vô này mạnh chết đấy. Bắn chỗ này ra. Con cần hồi máu đi. Lắm phát thế nhở. Cái phát này nó không tốn mana nữa. Vãi cả trưởng thật đấy. Tỉ có loại phép gọi lên thế này thì có mà tiến vô mít nó chết. Mấy con hồn ma này có mà đánh vào mắt chết rồi nó. Ôi, có cái trưởng thì giật vào phát chỗ này. Thế này, con người lắm trưởng thế nhỉ? Đúng rồi. Đủ các loại quân luôn. Đây nữa. Paladino Pretoria. Nhưng gọi quân lên đã đủ chết rồi.
vẫn phải cần có mấy thằng bắn súng này. Mấy thằng này tuy nhưng mà mình phải bảo vệ nó. Đây này, thằng này sau này mình chơi như thế này tầm bắn nó rất xa. Truy sát chúng nó, truy sát đã không để chúng nó chạy. Béo này nó gọi được tiếp nữa này, vãi cả con mụ béo này luôn. Gọi được hai thằng kỵ binh, vãi cả trưởng mụ béo này, hai thằng kỵ binh này, hai lần gọi là bốn, là hai đội rồi, là bốn rồi, cộng với hai con cua vào ốc là sáu, nó có thể triệu hồi đến sáu thằng quân cơ mà. Không biết ăn làm sao được nó nhỉ? Thôi rồi. Vãi cả linh hồn. Nhưng mà về sau có cái thằng khổng lồ bắn súng thì mình không biết là có nên dùng không. Thằng đấy thì cho sau đi cùng cũng được, coi như thay khẩu pháo. Chơi infamy, coi chọn hồi quân. Nó dẹo rồi. Madam, I lost a dear fan. Cộng leadership để đánh nhau với Lizerman. Công thành của nó. Crown them all. Công thành của nó. Cộng cái này lên này. Tăng thêm mô hùng này. Thêm như này ạ. Nothing. Tăng một giáp đấy, cho châu bò. Gọi được hai thanh niên này nữa, hai thanh niên này chất phết. Mình thấy mấy con mô hùng này yếu yếu thế nào. Giáp trâu hơn. Thôi kệ đó. Mấy thanh niên này chất hơn. Giáp khủng. Bọn này đấy. Anti-lock, anti-infantry à? Ôi, bọn này là anti-infantry. Hai thằng anti-lock, anti-infantry. Ôi, thế nó có đủ tất cả các loại quân này. Đánh không nhỉ? Đánh ngay, đánh nhẽ mình. Quả đấy mình truy sát tiếp thì chắc là nó cũng chết thêm. Nhưng mà như thế này thì Rồi, cứ vây đây đã. The audience awaits. Lính của mình không có con nào được thành. Chưa có rồng nữa. Thiếu 9.600 nữa là có rồng là mình công thành được. And now, witness affection. Attack them. Cái gì đây? Khẩu pháo khổng lồ này á. Nó nào được gọi nhỉ? Có public order này, có trung thành. Dùng được cái gì thì cứ dùng thôi. Public order là lên nào.
giết thằng thần thần. You had your chance, elf. I mình có bảo là tuyên chiến với mình nhé. Ôi thằng này bị điên xử rồi. Nó tít trên kia nó dám tuyên chiến mình. Nó bị điên nặng rồi. Nó bị điên nặng điện rồi. Ám sát mình. A good understudy. Rồi, cứ cộng vào cái này đã để tăng vui magic này. Rồi. Bọn quái to này cũng hay lắm nhưng mà. Không hồi được quân. Witness my greatness. And now witness perfection. Chưa tuyển được rồi, mình phải unlock cái gì mới tuyển được rồi. À, mình có thể tuyển được khẩu pháo này rồi. Tuyển được khẩu pháo này thì bỏ thử con này đi xem nào. Xem khẩu pháo tặng được không. Sao không thể recoil? Pháo này không ăn thua mấy. Bọn này là anti infantry. Gọi lên. Leo tường thì phải anti infantry mới được. Bọn này là anti luck. Nó là có cái skill hút máu à? Ờ đúng rồi. Hút máu khi tấn công cận chiến. Vãi trưởng. Lượt đó thì mình có sẽ xây vô thành. Một lượt nữa có cái xe vây thành. Mình hơi ít bộ binh để có thể leo tường. Không biết con Mogul nó có leo tường nhỉ? Béo này toàn hồn ma. Ui, cái bọn này nó có một thành mà nó lấy đâu ra tiền nó đẻ lắm quân này nhỉ. Vãi luôn.
thing for death! Brace yourself, Admiral, for the ancient merworm surfaces once more. Oh, no. Cái gì ở đây? Làm sao mà mình đi ra đấy được? Bay à mà đi được ra đấy? Có một xe công thành rồi. À đây. Chưa có mấy con rồng, lên được mấy con rồng nữa thì tuyệt vời luôn. Mình có hai đội bộ, đơn vị bộ binh là anti infantry, sẽ cho nó trèo tường. Thằng cầm súng mà vào sợ về bố con thằng nào. Your orders. Bọn hồn ma này nếu mình không nhầm là nó cũng leo tường được. Bọn này thì chỉ đứng đằng sau này để bắn. Bọn nó bắn xa thế. Bọn này anti infantry hết rồi. Như vậy là nó phải đục tường để vào. Đi lắc lục tường vào. Mấy con rơi này từ từ nó chết. Này bây giờ để xông vào phá cổng thành thì nó phá thì mới vào ăn được. Ôi trời ơi, nó bắn hồn ma mình chết nhiều thế. Lấy bom vào trong nhỉ? Không gọi vào bên trong. Không gọi được. Rồi, bộ binh mình vào rồi. Rồi. Hồi máu cho mấy con hồn ma trước ạ. Ui. Gọi dậy một con thuyền à? Come on. Wow. Ôi, vào đấy, nhanh.
지금 포스터. 안. Master of the great ship. 뭐 내가 뭐 얼마나 썰이 얼마나 그러면 뭐 내가 안티 인펀트리야 뭐 이건 정말 놀랍네 뭐 내가 안티 인펀트리야 와우 골마우티다 어? 그럼 골마우리 좀 골마 사비냐 아 그럼 골마우리 그럼 전 이름이 꺼내 진짜 쏙 mình là chưa gọi quân lên đấy mụ béo này đâu rồi tiếp đội thứ hai xông vào rồi đội này giải quyết đám ngoài này xong rồi đúng không tiến vào luôn vâng quá khủng khiếp xong rồi từ nó đã xong kết thúc trận chiến rồi à ui ôi nguyên triệu hồi lên là đánh nhau kiểu này á con mụ béo này thì cần gì phải có quân đi dự bị theo nhỉ nguyên nó một mình con mụ này nó đã gọi được 6 hai là 4 cộng 6 thằng quân rồi thằng pháp sư kia nó gọi được thêm 7 con zombie nữa ui giời cái thầy này không dốc biển là mình không thể đốt được à? Không dốc biển cái này nó gọi lên một con thuyền nó bắn pum 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 áp kíp trừ 90% vãi chưa coi như là không còn Rumfels favors this one. Madame say lost a dear fan. Bring me my drought. Đây rồi. Lên cái này để có con rồng nữa. Hết có tiền rồi, để có tiền nữa thì lâm được tiếp cái thành A. Cái này cần 2 điểm, được sau là đủ rồi. Để là sẽ lâm được có thêm một con mô vun nữa. Mình nghĩ là tuyển mấy con này hay hơn. Con này bắn pháo rocket à? Con này nó một chất. Về sau thì mình sẽ bỏ dần bọn này đi thôi. Được.
ค่าโฮเทลนะThe nation calls. ท่านนี้นะครับเปลี่ยนก้นกงเวะแล้วซ่อมเกี่ยวเทียบกับกงเวะไหนช้าตายกว่าเหลือแล้วแซงไปเก็บแย่เลยนะI am Madame Diathan and you. ซิมหาบิงรัชชัยจะมีบ้างอีกđòi nó thêm tí tiền nữa, sao lại đánh nó tiếp? 5.000 đi xem nào, 5.000 cơ mà. Rồi, ok. Đốt cái thành này nó không giáp biển là mình phải đốt à? Những thành nào giáp biển thì chúng ta mới cắm được cái công trình này.Tha hóa cái bọn lính đấy nó thành cướp biển. Cướp đi cái xẻ. Rồi. Phút on. Mất cái này à? Giảm di chuyển với cộng cái này. Chọn này đi. Another has called you out. Và chúng ta đã lên ở nút thứ 7 là chúng ta đã được hỗ trợ ở cái này rồi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đây. Chúng ta đang ở mức này à? Con tổ ma.Chẳng có cái quân gì ra hồn. Chưa tuyển được Mogul. This has my approval. Nó chiến tranh với thằng Tắc kè. Tốt.Tăng 100 infamy. I shall share my greatness. Này quá. Đốt xong, tuyển được thêm 2 thằng Deep War nữa. Mình nghĩ là bọn bộ binh này mạnh. Bỏ lốt 2 anh này đi. Cho mấy Deep War. Mạnh lắm. Mình chân chất. Thằng này không biết là mình tuyển được bao nhiêu thằng nhỉ?You will listen. Lên cái này. À, lên cái này là sẽ tuyển được bọn ma và con mụ về thiên về ma. The Empire. Praise Sigma. By the comet.Có 12.000 Let's grow. Tăng vào cái gì nữa bây giờ nhỉ? Lên bên biển. Lên cái này lên để có thêm quân nữa. Không có công trình gì. Có mỗi công trình nàyRâu tiếp cộng vào công trình này. Ai, đẹp trai rồi. Mấy con thằng làm tắc kè này báo biên lên. Được rồi, đến anh đốt lốt các thành chúng mày.
có một cái thằng 2F nó lại tuyên chiến với mình, trong khi mình thì lại đang nó cũng lại chiến tranh với cả thằng Dark F này nữa. Có thể mình sẽ đề nghị thân thiện hơn thằng Dark F để xem có được không, để mình làm tiến mình nhiệm vụ của mình. Nó bảo mình phải làm cái gì, đào cái hơ cái kho báu gì ở phía nam. Mấy thanh niên ọc này có vẻ thích chó quân đâu ấy. Ở đâu chui ra cái bọn cướp biển? Your conquests strike fear into the hearts of your enemies, mighty lord. The wisest amongst them will know that fate is on your side. Phá I have. Vâng, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Cấp 18, cấp 20 để cưỡi cho con cua vào ốc này. Ui, cưỡi con mụ này máu trâu thế. Cưỡi cho con cua vào ốc thế thì chất lờ luôn. Cái này là để hỗ trợ lính mà mình chưa biết là hỗ trợ cái gì. Hỗ trợ bản thân nó trước đã này. Ăn thằng này luôn. Cướp được 5.000, tội gì không cướp. Cướp phát đã. Đúng rồi, ôi lại được một cái bóc nữa. Cướp được thì cứ cướp đi. À, thằng này cưới được con này rồi. Chú cho cái con cua vào ốc. A good understudy. Gọi là quân gì được không? Vùng này nghèo làn quá. Chuyện với bọn này xem. Điểm ngoại giao đang tăng. Speak. Do not presume my patience, but speak all the same. I think not. Monarchy. Cast. One part of me wants to hear you. Marathi à? Thằng này chiến tranh lúc này kể cho mày. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để mình theo dõi. Nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.